kính ở chùa Hội Khánh đó mọi người. Ở đây có dịp mình đi gặp rất là nhiều người, người ta đang chụp hình để làm lịch Tết đó mọi người. Tại cái khuôn viên ở đây rất là cổ kính, nên thơ cho nên mọi người rất là đây để lấy cái pha ngoại cảnh ở đây để chụp hình. Mình sẽ đi gần hơn xíu để quay những cô gái xinh đẹp chụp hình. Ok, giờ mình sẽ đi. Xin lỗi mọi người, nãy giờ mình quên giới thiệu. Các bạn đang xem kênh của Nông Dân TV đó mọi người. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh Nông Dân TV, like hoặc share để kênh Nông Dân TV ngày một phát triển nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh khuôn viên bên ngoài chùa Hội Khánh cho mọi người cùng xem nha. Có cây kiểng rất là đẹp mọi người. Này cũng có rất nhiều người đến chụp hình. Nhìn rất là cổ kính nha. Đây có những cái tòa tháp rất là cao. Cây này cũng khá cao mọi người, cây sao này cũng cả 100 năm tuổi đó. Bự lắm. Hai người ôm là không dấp mọi người. Nhìn sẽ quay từ từ cho mọi người, bên kia người ta đang review cảnh để chụp hình Tết. Đây, mọi người thấy đây rất đẹp không? Bên kia người ta đang chụp hình Tết đó mọi người. Đây, không khí Tết đang rất là nhộn nhịp, có anh thợ chụp hình đang tạo dáng cho mấy người mẫu đó mọi người. Mấy người mẫu này có nổi tiếng hay không chứ mình chưa có biết đâu. Đây, áo dài rất là đẹp. Này rất là đẹp mọi người, dáng đứng Việt Nam đấy. Này đi gần hơn cho mọi người xem. Đây, mọi người nhìn anh chụp hình đang tạo dáng hơn người mẫu luôn. Đây có cái tháp rất là cao. Có mấy cây sao đó, mấy ổ ong quá trời luôn trên đó, hai ba ổ ong, bốn ổ ong luôn. Mấy ổ ong ruồi đó mọi người, rất là to. Quay gần cho mọi người có thấy ổ ong ruồi. Trời nắng quá. Đây cái ổ ong ruồi đó mọi người. Giờ mình trở lại cái tháp, mình sẽ zoom gần lại cho mọi người xem. Đây. Zoom gần cái tháp đó mọi người. Này. Nhiều người mẫu luôn. Bên đây cũng có tượng Phật nó nằm nữa nha mọi người. Chút xíu mình để mấy chị này chụp hình xong mình sẽ đi qua bên đó. Chào mấy cô, cho đi qua chút nha.
đang làm YouTube nên sẵn tiện quay luôn. Các cô có vô kênh Nông Dân TV nhớ đón xem nha. Đây là tượng Phật nha mọi người, Phật Tổ đang ngồi. Mình chú quay để đi ngang các cô làm chụp hình. Đây. Mình sẽ đi bên đây cái cảnh Phật nằm bên đây. Phật nằm bên đây nhỏ hơn bên kia. Nhưng mà cận cảnh dễ quay hơn, bên kia nắng quá. Chờ mọi người xem không có rõ. Đây. Mình sẽ quay chậm chậm cho mọi người xem. Đây là từ chân tới đầu luôn nha mọi người. Tượng Phật nằm cười rất là thư thái. Nhìn rất là giản dị đó mọi người, nhìn thấy nó cảm giác như là bình an đó mọi người. Rất là nè, mọi người nhìn kỹ khuôn mặt của Đức Phật nè. Rất có hồn đó mọi người. Thì mình sẽ đi vòng ở phía sau. Ở bên kia các cô gái mặc áo dài chụp hình để làm lịch Tết đó mọi người. Mình cũng không tiện quay, sợ người ta ngại, mình cũng không có tiện quay nên mình chỉ xin đi ngang tí thôi. Cũng chút xíu nữa mọi người có xem clip đó, hy vọng cô ấy có xem cái kênh Nông Dân TV của mình, cô ấy cũng đừng có vô mà ném đá là ok rồi. Đây là cũng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền với gốc Bồ Đề đó mọi người. Đây là do cây cối nhiều, nó mát hơn khu vực bên kia cho nên lá rụng hơi nhiều đó mọi người. Mặc dù có những người mà người ta làm công quả, người ta thường xuyên người ta quét cho nên nó lá nó cũng rụng. Cây nhiều thì lá nó rụng thôi, quy luật tự nhiên. Đây rất là yên tĩnh và mát mẻ nha mọi người. Này có mấy con sóc nó chạy qua chạy lại. Mình sẽ đi thăm qua bên kia, mình thăm cái vườn trái cây giả. Giả thôi nhưng mà nhìn rất là giống nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để review các vườn trái cây nho giả bên kia. Nho giả nhưng mà nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đây, qua đây tới vườn nho bên đây mọi người. Đây nho rất là nhiều nho nè. Mọi người nhìn trên đầu mình nè. Đó. Rất là nhiều nho, nho giả không mà nhìn màu sắc cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây, vòng vòng đây mình sẽ quay vòng vòng cho mọi người xem. Xuống chút cho mọi người thấy rõ gương mặt của mình. Đó. Mình đi qua bên đây. Bên đây toàn cây giả không mọi người, nhưng mà người ta làm giống y như thật không mọi người. Gắn trên cây thì giống như lan vậy đó. Đây, nho giả quá trời nè. Đây cũng có trái nho nè mọi người. Đó, mọi người thấy nho quá trời nho. Ok, mình sẽ đi vòng qua đây. Mình sẽ review một số cây cảnh bên đây. Cho đây người ta mới cây giả nhưng mà những người ta làm công quả người ta mới tưới nước đó mọi người. Cho nên nhìn cũng giống như cây thật vậy. Đây, đi ra lại cho mọi người xem. Hoa sen giả rất đẹp mọi người. Nhìn xa xa màu sắc rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn nè. Sen giả rất là đẹp nè. Cây này cây thiệt nha mọi người. Đây là rất là mát mẻ, yên tĩnh nữa. Nên, vô đây mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Chùa Hội Khánh là mình đi là cũng rất là nhiều lần rồi.
nằm ở trên đường Thích Quảng Đức đó mọi người, thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Bình Dương. Mọi người có dịp thì đi ngang ghé chùa, tới viếng cảnh chùa và tích chút công đức để đóng góp cho chùa. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Cũng xin video hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và luôn đồng hành và theo dõi mình trên con đường phát triển của YouTube. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình xin dừng video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào cái những video tiếp theo. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng quay những ngôi chùa đẹp cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Xin chào.